Đi em đi. Đi nha. Bye bye, mẹ đi đây. Túi cho Ngân ơi, sắp đây rồi, tớ cũng sắp đây. Chỉ đổ vào bao phải không? Đổ vào bao. Đợi mình lấy bao nhá. Trẻ đẹp lắm Ngân ạ. Đẹp thế đi. Đang hái đây. Tớ có hái già quá không? Hết cây này là đi đổ vào bao đầy rồi.
gió làm sao ấy, ngứa. Chết rồi. Đi chỗ nào? Ngứa. Mấy túi mới đầy bao nấy. Bao một túi gì đấy. Sao đầy bao rồi? Cần gì bao một túi? Nó không chặt đấy. Ui, mỗi người một túi nữa. Hai cây luôn. Bà chờ cái này nhá. Mình chờ cái này. Ừ, về có thu gom nhiều lắm. Ngứa lắm. Phải bị sâu gom rồi. Sao mà chịu rồi? Chịu đâu? Có chịu thế này này. Không bán thứ gì cả. Tính khắc hết. Cô lại hái ít nữa cho mình rồi. Ngứa lắm à? Ngứa lắm luôn đấy. Quá. Tớ đi thay áo nhá. Ừ, đi thay không, không có áo mà thay. Lúc nãy mang keo trong nắng được. Đi thay áo. Đi đâu? Ôi, đốt tí nào chưa? Đốt tí chưa? Người luôn. Chết chết à? Cố gắng hái trời sắp mưa rồi á. Đi nữa là đi về nhá. Người lắm tới chị mỏi luôn. Lâu lâu bị mỏi. Bị phát nhớ đời luôn. Cái mầm đẹp nhỉ. Cây nào cũng thấy đẹp à. Ngân ơi, tí hái tre về nhà, tớ đi về đây. Cái gì, mai mới về. Tí tớ về á. Tối đó, Bình ơi, như kiểu sắp mưa ấy. Ừ, thì tối tối. Mà tí rồi mình về nhỉ? Mà tí nữa là về. Ừ. Hay sướng lắm, tớ thấy hay lắm. Trên này mỗi năm hái được mấy vụ đấy Ngân? Được 5-6 lần gì đấy. 5-6 lần. Đủ hái đấy nhỉ? Một tháng hái một lần đấy. Mùa đông nó không ra đâu đúng không? Ừ, mùa đông nó không ra. Trên này bán bao tiền một cân Ngân? Được cất 10.000 thôi. 10.000 thôi à? Ừ. Cũng rẻ nhỉ? Ừ, cũng bình thường. Cũng bình thường à? Bao ở đấy à Ngân ơi? Ờ, bao ở đây. Ngân ơi. Ừ. Đây rồi à?
được một túi rồi. Được rồi, mình nữa là sắp đầy rồi, cái túi đẹp. Được. Túi dân tộc mình đấy. Thêm tí nữa nhỉ. Lấy cô Bình ơi. Không bị sao gióm giờ này chẳng về rồi. Chưa? Đi về đi. Về á? Ừ. Đi về thôi. Hay lúc này đi về nhá. Bây giờ về đi. Và của mình nữa là nhiều do ui tay mình còn lên hạt rồi còn ngứa lắm à, ngứa lắm. Hôm nay thế này đi sang kia kia còn một ba mình tự buồn luôn đi. Cần buộc không ạ? Cầm thứ hai ra đi. Cái bàn. Đấy. Đi. Nha. Úi trời. Bạn mang bao này nhá. Để bao bao này. Bao này chẳng to hơn. Bao này đèn. Vác không dễ đâu. Làm như này. Cái dây này ui à? Ok luôn. Có biết làm không đấy? Đó, đặt lên đây. Như thế này. Ta buộc vào đúng không? Xong rồi á? Xong. Gùi như thế này hả? Nó tuột. Không hả? Được không tuột đâu. Nhanh từ từ nha.
bao lần luôn à? Ăn 2 bao luôn. 30 cân. 31 cân anh này. Đây 20 15 là 35 12 47.000 lấy thêm gói nữa 50.000 cho ạ. Còn đi tu quá. Thêm kem nữa nhỉ. Mẹ cùng về á. Đừng không gặp mẹ cùng nữa đâu. Con cảm mẫu. Ừ. Cô mau lên. Cô mau đi tê. Đấy.
đừng có tiết kiệm nữa. Ôi trời ơi, đây, một cho một tờ này. Cảm ơn Kim nhá. Mấy mẹ con ở lại mẹ khỏe nhá. Trời ơi, bạn thì lại đi rồi. Bạn đi lại buồn đấy. Thôi mẹ về thôi, ở đây lâu ngày lắm rồi. Ừ, ừ. Cảm ơn mẹ Tùng nhá, mẹ để bạn. Bye bye nhá. Thương mẹ cá, thương mẹ một cá. Ừ. Bye bye nhá. Thôi, hai mẹ con ở lại, mấy mẹ con ở lại nhá. Đi cẩn thận nhá. Ơ dậy tới đâu ấy? Biết điều thì tớ xem nào. Cầm cầm một chặt đấy nha. Nó mát rồi đấy. Thôi tớ về nha. Bye bye. Có nữa, sợ về trời mưa lắm. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye, bye, bye con nha. Bye bye Bảo nhé. Bye bye.
Ăn đi, khoan, ăn con này. Đây. Ai, rơi rồi. Để xuống ghế nhé. Để xuống ghế nhé. Cho mày ăn cám nhiều mày cho chị ăn rồi.